Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới vừa tách được một số hướng kiều trắng đột biến. Và trong cái lô này thì bên cửa hàng bên con hết lô này sẽ hết hàng nha cô chú. Và cái mặt hoa này bên con đang bán rất là chuẩn mặt hoa, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình đặt hàng ha. Đây là kiều trắng đột biến, hàng này là hàng trồng thuần của mới vừa tách ra nha cô chú. Mình về chỉ việc là mình cắt bớt cái rễ nào hư mình cắt bỏ thôi, là mình sẽ trồng lại. Rất là dễ trồng và nó rất là màu đẻ con. Đây là kiều trắng hàng đột biến nha cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4 Tiên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Ở đây sẽ giới thiệu của chú mình cái hình cây của kiều trắng đột biến bên con. Cây là cực kỳ khỏe. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2020. Và đây là hướng kiều trắng đột biến mã số 1 nha cô chú. Và giá tiền của cái hướng này là 1 triệu trắng nè. Cô chú nhìn cái thân lá rất là đẹp nè. Và cái giò này thì nó có thân rất là to, rất là mập cho cô chú, rất là nhiều thân luôn á. Có tầm khoảng 5-6 thân nè. Và nói chung thì nó đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Cái rễ non vẫn còn ra rất là khỏe. Mắt ngủ thì đang sưng mắt, chuẩn bị lên mầm rất là nhiều nha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến. Bụi này là bụi này khủng nè. Mình trồng mà mình chờ cho này nó bắt đầu nó bám rễ xuống là mình có thể mình kích hoa được rồi cô chú, rất là đẹp. Giá của nó là 1 triệu. Và mã số của giò kiều trắng này là mã số 1, giá 1 triệu nha cô chú. Kích thước của nó dài nhất là tầm khoảng 25 cm đó cô chú. Còn từ gốc mình tới lá thì tầm khoảng cỡ 35 cm. Là còn bự nhất á. Mã số là mã số 1 và giá tiền là 1 triệu trắng nha cô chú. Mã số 1. Đây là kiều trắng đột biến, mã số 1, giá 1 triệu. Và cái giá thể này con cắt cho cô chú mình, nó còn dư lại giá thể cho kêu mình đỡ mất sức ha. Mã số 1, giá là 1 triệu trắng. Đây là kiều trắng đột biến. Và đây là hướng kiều trắng đột biến mã số 2 nha cô chú. Và cái giò này thì nó bắt đầu đang lên mầm rất là khỏe nè. Mấy cái mầm này lên nè, rồi mắt ngủ nó vẫn còn rất là sáng và tốt ha. Cây này là cực kỳ khỏe luôn, kiều trắng đột biến. Và đang có tổng cộng là 2, 4, 6 thân. 6 thân lớn nhỏ và một mầm nha cô chú. Và đang chuẩn bị sưng mắt thêm một số mầm nữa. Đó, cây rất là đẹp ha. Và giá tiền của giò kiều trắng đột biến này, bên hàng bên con đang bán ra là 800.000. Mã số là mã số 2, đây là hướng kiều trắng đột biến mã số 2. Giá của nó là 800 nha cô chú. Mã số là mã số 2, 800.000. Và kích thước thì đang dài từ tầm khoảng cỡ gần 20 cm cô chú. Mã số là mã số 2, giá 800. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng mã số tiếp theo, đó là mã số 3 nha cô chú. À, đang bắt đầu nó lên mầm nè, rất là khỏe luôn. Đây là mầm cực kỳ khỏe. Và giá của cái hướng này bên hàng bên con đang bán ra cũng là 800 nha cô chú. Rất là nhiều thân luôn, kiều trắng đột biến. Và mã số của nó là mã số 3. Và cái thước đang dài tầm khoảng có hơn 10 cm nha cô chú. Và giá của nó là 800, mã số là mã số 3. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Mã số là mã số 3, giá 800.000. Và hết lô này thì bên cửa hàng bên con sẽ hết hàng nha cô chú, không có hàng nữa. Mã số là mã số 3 và giá tiền của nó là 800.000. Và đây là hướng kiều trắng mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 4. Và đang có tổng cộng là 2, 4, nó khoảng tầm 4, 5 thân. Và đang bắt đầu nó nhú mầm lên nè cô chú, rất là khỏe ha. Kèm theo là một số mắt thì nó vẫn còn đang sưng mắt lên luôn. Mã số của nó là mã số 4. Và giá của cái hướng này bên hàng bên con đang bán ra là 650.000 ha. Mã số là mã số 4. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Và từ gốc lên tới đầu lá thì nó tầm khoảng cỡ hơn 20 cm. Rất là đẹp. Đây lên mầm rất là khỏe nha cô chú. Mã số là mã số 4 và giá tiền của nó là 650 cho mã số 4. Và tiếp tục đây là mã số 5 nha cô chú. Này, cái mầm mình nó đang ra và đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe luôn nè. Mình để cho việc mình trồng thì nó sẽ tự động bám rễ rất là nhanh nha cô chú. Giá của nó là 650, mã số là mã số 5. 5 thân, đây là kiều trắng đột biến á. Thân rất là to nè. Đã bắt đầu đứng ngọn nè. Và kích thước thì cộng lớn nhất thì nó dài từ gốc lên tới cái đầu ngọn này nè là tầm khoảng có 15 cm nó mới cây được cây khỏe ha. Lá là bóng mượt rất là đã luôn, lá rất là bóng nè. Và giá tiền của nó là 650, mã số của cái hướng này là mã số 5 nha mọi người, 650.000 cho mã số 5. Và tiếp tục mã số tiếp theo đó là mã số 6. Bụi này thì cũng có rất là nhiều thân ha, và cái mầm thì cũng đã bắt đầu nó nhú rễ ra rồi cô chú, rất là dễ trồng. Và giá tiền của cái hướng này cũng là 650 luôn. Đây là kiều trắng đột biến, 650.000. Và cái kích thước cái mầm tơ là dài khoảng có 20 cm nè. Giá của nó là
650.000. Mã số là mã số 6, 650.000 là mã số 6. Mã số tiếp theo, mã số của nó là mã số 7 nha cô chú, và giá tiền cũng là 650.000 luôn. Cây này là cực kỳ mập á, rất là khỏe luôn á. Và đây là hàng trồng thuần mới vừa tách ra cô chú. Đã bắt đầu nó xuống rễ rất là tốt nè, và đang có một số mầm nó đang xuân mắt lên á. Giá tiền của cái hướng này 650.000, đây là kiều trắng đột biến ha. Và mã số của cái giò này là mã số 7, 650.000 cho mã số 7. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng đột biến, mã số này là mã số 8 nha cô chú, đang có 3 cộng và đang sưng mắt lên khoảng 2 mầm, rất là sáng, rất là tốt luôn nè. Đang sưng mắt lên nha cô chú, đây là kiều trắng đột biến nè, rất là khỏe luôn. Và giá tiền của cái hướng này là 650.000. Mã số của nó là mã số 8, ba hướng rất là to, rất là đều nhau. Và kích thước là tầm khoảng cỡ 14-15 cm nè. Và hết cái bản lá thì tầm khoảng cỡ hơn 20 cm. Giá tiền của nó là 650.000, mã số là mã số 8, 650.000. Và đây là hướng kiều trắng mã số tiếp theo. Mã số của nó là mã số 9 nha cô chú. Đang có tổng cộng là 2 thân già và 1 mầm. Một cái mầm đã bắt đầu nó xuống rễ rất là tốt rồi nè. Và cái thân già thì cũng đang sưng mắt lên thêm nha cô chú. Giá của nó là 550.000. Mã số của nó là mã số 10. Kích thước ở đây dài tầm khoảng 22 cm. Con nhầm cái mã này là mã 9 nha cô chú. Mã 9 550.000, kiều trắng đột biến. Mã số 9 550.000. Đây là mã số 10 nha cô chú. Này đang lên mầm rất là nhiều nè. Và cái giò này thì nó có nhiều thân nhưng mà thân nó hơi ngắn một tí. Và giá của nó là 550.000. Và kích thước ở đây dài tầm khoảng cỡ 13 cm nè. Và giá của nó là 550.000. Mã số là mã số 10. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Mã số là mã số 10, 550.000. Tiếp tục đây là mã số 11 nha cô chú. Giá cũng là 550.000 luôn. Và dài tầm khoảng có 20 nè. Và đây lên mầm rất là khỏe nha cô chú. Đó. Đây lên mầm rất là khỏe luôn nè. Và giá tiền của nó là 550.000. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Con vỏ còn giữ lại giá thể cho cô chú, mình dễ sưu tầm nè, mình dễ trồng lại. Giá 550.000, mã số là mã số 11 nha cô chú, kiều trắng đột biến. Tiếp tục đây là mã số 12, cũng có giá 550.000 luôn. Dài tầm khoảng 15 cm. 550.000. Và nói chung là nó cũng đang sưng mắt, chuẩn bị lên mầm nha. Và giá tiền 550.000. Mã số của giò kiều trắng này là mã số 12. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng đột biến, mã số 11 nha cô chú. Xin lỗi chú, con bị nhầm, đó là mã số 13. Và giá của nó là 450.000 cho mã số 13. Kích thước là tầm khoảng 15 cm nha cô chú. Mã số là mã số 13. Và đang lên mầm nè, đang lên 2 mầm luôn nè. Giá của nó là 450.000, đây là kiều trắng đột biến ha. Mã số là mã số 13, 450.000. Và đây là mã số 14, cũng có giá là 450.000 luôn nha cô chú. Và nó đang chuẩn bị lên mầm là rất là khỏe luôn nè. Mã số là mã số 14. Giá của nó là 450.000, đang lên 2 mầm nha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến nè. Mã số là mã số 14. Kích thước tầm khoảng có 10 đến 12 cm. Giá của nó là 450.000, mã số là mã số 14. Và đây là giò kiều trắng đột biến, mã số tiếp theo đó là mã số 15 nha cô chú. Đang có tổng cộng là 4 thân và kích thước tầm khoảng có 16-17 cm. Giá của nó cũng là 450.000 luôn. Mã số của nó là mã số 14, 450.000. Mã số 14 nha cô chú, kiều trắng đột biến, giá là 450.000. Và đây là mã số cuối cùng nè cô chú, đang có là một mầm nè, hai mầm nè, kèm theo một số mắt đang sưng mắt ha, nhưng mà thân nó hơi bé một tí. Và giá cũng là 450.000, đây là mã số cuối cùng. Tầm khoảng có 14-15 cm, 450.000. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Mã số cuối cùng, mã số 15. Số điện thoại bên con là 0908 846 004. Địa chỉ ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.